Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Sau màn chôn nhẹ một em Skiddo để cưỡi của nhân vật chính trong game Pokemon X, chúng ta đã khép lại phần 1 của video tóm tắt nội dung chính trong tựa game cùng tên ở địa phận thành phố Coumarin. Và giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 của video tóm tắt nội dung của Pokemon X và Y. Xin cảm ơn Arthur vì đã thực hiện nội dung cho video này. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Vì chỉ mới vô địa phận thôi chứ chưa vô thành phố hẳn, nên chúng ta phải đến ga tàu điện để vào thành phố. Vô ga tàu, chúng ta gặp lại giáo sư Sycamore đang nói chuyện với chị Champion. Giáo sư sau đó cho chúng ta HM02 Fly rồi đi mất. Chị Champion cũng xách giỏ theo sau, còn chúng ta thì sẽ đi tàu vào thành phố Coumarin. Ở đây có gym hệ cỏ của Ramos nên lao tới chiến luôn chứ đợi chờ gì nữa. Nhưng vừa bước tới cổng hội quán thì Kalem xuất hiện đòi chiến đấu. Đánh xong Kalem, bước vô hội quán, lại phải chơi mấy trò leo trèo đu dây. Tôi là tôi nghi mấy ông chủ hội quán ở Kalos lắm. Cứ vô gym của mấy ông là con gái nhà người ta phải trèo tường, đu dây các kiểu mà không được thay đồ. Sau khi đu đưa đánh bại được ông cụ Ramos, chúng ta sẽ nhận được Blame Badge và tiếp tục cuộc hành trình. Chúng ta sẽ đi xuống phía nam để đến đường số 13. Đang đi thì Lysandre gọi điện, nói hãy cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Văn phòng không thể nào đa cấp hơn thế này, thì tất nhiên chúng ta từ chối thẳng. Sina và Dexio lại xuất hiện để nâng cấp Pokédex cho chúng ta một lần nữa. Đi xuống phía tây nam của đường số 13, sau một vài pha trượt patin nghệ thuật với chiếc váy ngắn, chúng ta sẽ gặp một tên Team Flare đứng chặn. Ở đây, bên cạnh một hòn đá, có Power Plant Pass ẩn, phải lấy để vào được nhà máy điện xử lý Team Flare. Tiến vào Kalos Power Plant, xử xong những tên tép riêu, chúng ta sẽ được gặp hai tên là Team Flare Admin và Team Flare Aliana Mém Grande. Vừa giải quyết xong hai anh chị đeo hai cái kính rất style này, thì hai anh chị đeo mặt nạ khác kéo đến. Nhờ có chiếc mặt nạ rất màu mè, nên chúng ta không thể nào nhận ra đó là hai anh chị trợ lý giáo sư đâu. Sao mà nhận ra được? Nói chung là cũng có lòng tốt đến hồi HP cho Pokemon của chúng ta, nhưng xong cũng đi mất. Một tình huống hơi cồng kềnh đến từ nhà làm game. Rời nhà máy điện, trở lại với đường 13, đi xuống phía nam, chúng ta sẽ gặp một người khổng lồ tóc dài, bạc phơ, lẩm bẩm vài câu về Pokemon hoa gì đó, rồi bỏ đi. Tiếp tục đi xuống, chúng ta sẽ quay lại với Lumio City. Vừa vô thành phố, siêu nhân hồng xuất hiện, hỏi là có biết ai vừa giải cứu Diễm My ở nhà máy điện không để xin in tư. Chúng ta nói thẳng là chị mày vừa ở đấy xong đấy. Siêu nhân hồng hơi quê nên rủ chúng ta đi ngắm Prism Tower. Khuyến cáo là từ chỗ này cứ đi thẳng lên là đến tòa tháp nhé. Đi lung tung là lạc đường chóng mặt tiền đình các kiểu đấy. Khi đến tòa tháp, chúng ta sẽ thấy Clemon và Bonnie đang thắp sáng tòa tháp rất đẹp và lung linh. Siêu nhân hồng sau đó quay sang, nói với siêu nhân đỏ, kiểu như rất vui vì lại có thêm nhiều kỷ niệm đẹp giữa cả hai. Tòa tháp này cũng là gym hệ điện của Clemon, nên chúng ta vào quẩy thôi. Clemon còn nhỏ, nên khác với mấy ông gym leader kia, không bắt con gái leo trèo, trả lời vài câu hỏi đố vui là được rồi. Xong xuôi, thì xin nhẹ cái huy hiệu Voltage rồi đi tiếp. Ra khỏi gym, giáo sư gọi điện nói chúng ta hãy đến quán cà phê Lysandre ở Magenta Plaza. Cái quán này hồi xưa mình tìm nửa ngày không ra, nên các bạn nhớ chú ý đoạn này nhé. Tới nơi, chúng ta được biết thông tin Lysandre thực chất có gốc gác hoàng gia. Ông là hậu duệ của em trai vua điên 3.000 năm trước. Ông cũng kể cho chúng ta về thứ vũ khí tối thượng năm xưa và có vẻ như ông đang muốn tiếp tục làm theo những gì mà tổ tiên của mình chưa hoàn thành. Nói xong, ông bỏ đi, còn giáo sư Sycamore dù cũng rất kính nể Lysandre nhưng cũng nói với chúng ta là hãy nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng tệ như lời Lysandre nói. Rời khỏi quán cà phê với tâm hồn đã được giáo sư khai sáng, siêu nhân xanh lá ngay lập tức gọi điện và nói chúng ta đến đường 14. Tới đường 14, siêu nhân xanh Kalem cũng có mặt ở đây và lại hăng máu đòi chiến tiếp. Đánh xong thì Blackpink kéo đến, rồi năm anh em siêu nhân cùng nhau tiến tới vùng đồi núi của Kalos. Chuẩn bị rời khỏi đường 14 thì siêu nhân hồng rủ cả bọn đi nhà ma. Đoạn này xàm nên mình xin skip. Giờ thì lao thẳng đến thành phố Lavea.
Ở thành phố này có gym hệ tiên của Valerie. Hội quán nhìn như cái nhà cúp bế, rất thích hợp với các cô gái váy ngắn như chúng ta. Đánh thắng, chúng ta sẽ nhận được Fairy Badge. Đánh gym xong, biệt đội siêu nhân hẹn nhau đi tham quan nhà máy sản xuất bóng poker. Không biết có phải là hiểu nhầm đây là nơi sản xuất bóng cười không, mà rạp xiếc trung ương Team Flair cũng vô đây chiếm đóng. Siêu nhân hồng, siêu nhân đen và siêu nhân xanh lá liều mình làm mồi nhử dụ tên canh cổng rượt theo. Còn chúng ta và siêu nhân Kalem sẽ đột nhập vào trong. Sau khi dẹp xong bọn Lola, chúng ta sẽ solo với bà chị Team Flair Admin, rồi hợp sức với Kalem chiến đấu với hai bà Silosia và Brioni. Đánh xong ba bà chị này, chúng ta giải cứu thành công ông chủ nhà máy bóng. Ông hỏi chúng ta muốn nhận Master Ball hay Big Nugget. Bạn nào chọn Big Nugget thì comment bên dưới để mọi người vô thả ha ha nhé. Xong chuyện, chúng ta đi sang hướng đông thành phố LV để đến đường 15. Đi hết đường 15, chúng ta đến được với thị trấn Dendemo. Vừa tới nơi, giáo sư cùng trợ lý đến và nói về Pokemon huyền thoại của vùng đất Kalos. Vì chúng ta đang chơi Pokemon X nên Pokemon huyền thoại đó sẽ là Xerneas. Còn nếu các bạn chơi bảng Y thì Yveltal sẽ được nhắc đến. Giáo sư rời đi thì siêu nhân xanh lá chạy tới, nói sẽ đến Frost Cavern. Đó chắc chắn cũng sẽ là nơi tiếp theo chúng ta phải tới. Từ thành phố này, cứ đi thẳng lên hướng Bắc là được. Đi lên nữa, chúng ta sẽ vào một hang băng. Trượt băng nghệ thuật các kiểu đến cuối hang, Team Flair lại xuất hiện và có vẻ là đang muốn bắt một con Abomasno. Lần này thì chúng ta sẽ gặp một leader khác là Mabel. Team Flair này nhiều admin và leader kinh khủng. Đánh xong, chúng ta sẽ được Abomasno tặng Abomasai. Giờ thì về lại thị trấn Dendemo và sang đường số 17. Xưa có hai bà Trưng cưỡi voi đánh giặc, giờ có siêu nhân đỏ Serena cưỡi Mammoth White phá tuyết mở đường. Đi gần tới cổng vào thành phố Anista, Kalem lại gọi để xét kèo PK trước cửa hội quán. Vô thành phố, chị trợ lý giáo sư đến nhắc nhẹ chúng ta là ở đây có người biết thông tin về Pokemon huyền thoại và cho mình 10 quả Repeat Ball. Như đã hẹn, chúng ta đến hội quán hệ siêu linh của Olympia để chiến đấu với Kalem. Xong thì vô hút luôn cái huy hiệu Psychic. Cái hội quán này không phải leo trèo gì, nhưng vẫn có thể xem là đỉnh cao của tiền đình các bạn nhớ. Ra khỏi gym, chưa hết tiền đình thì ông Kalem lại đòi bem nhau tiếp. Chán thanh niên này ghê, gặp tôi là tôi đấm cho mấy phát. May mà Lysandre gọi điện đến, nói về việc sẽ quét sạch thế giới trừ Team Flair, nên cả hai chia nhau đi tìm Lysandre và căn cứ của Team Flair. Nơi dễ tìm thấy Lysandre nhất chắc là quán cà phê của hắn ở thành phố Lumiose, nên chúng ta sẽ quay về đó. Đánh đấm với hai anh chị phục vụ để lấy password, rồi cái tủ sẽ mở ra để lộ một lối đi bí mật. Hóa ra, đây cũng là phòng nghiên cứu của Lysandre. Vừa vô đã gặp ngay ông này và chúng ta có trận đấu đầu tiên với người có gốc gác quý sở tộc. Đánh xong thì ông chạy vô thang máy đi xuống, còn chúng ta thì phải đi tìm chìa khóa thang máy. Trên đường đi, vừa phải giải quyết bọn Lola, vừa bị xoay như chong chóng nữa mấy cây. Game này chắc chắn không dành cho người bị tiền đình. Đánh xong bà Mabel, lấy được chìa khóa thang máy, chúng ta sẽ xuống tầng B2. Xuống tới nơi, thì thấy ông khổng lồ tóc trắng xóa kia đang bị bắt. Ông kể cho chúng ta nghe về truyền thuyết của vùng đất Kalos. Nói chung là truyền thuyết này cũng hơi dài và bọn mình cũng đã có video kể lại truyền thuyết này rồi, nên bạn nào quan tâm thì ghé qua kênh để biết thêm chi tiết nhé. Chúng ta cũng biết thêm rằng ông khổng lồ này là AZ, vị vua điên bất tử từ 3.000 năm trước. Ông giữ chiếc chìa khóa kích hoạt thứ vũ khí tối thượng kia, nhưng giờ đã rơi vào tay Lysandre. Chúng ta rượt theo Lysandre xuống tầng B3 và lại gặp thêm một leader mới của Team Flair là Zero-Six. Đánh bại tên này thì trời ơi, bão táp mưa xa. Hắn đã câu đủ thời gian để thứ vũ khí kia ngoi lên mặt đất ở thị trấn Geosange. Bay đến Geosange Town, chúng ta tìm được căn cứ chính của Team Flair. Cùng sự trợ giúp của Kalem, chúng ta tiếp tục đánh, đánh và đánh. Đánh cho tới khi gặp được Xerneas tỉnh giấc từ một cái cây thì đã đến lúc dùng quăng bóng thần chưởng. Bắt xong Pokemon huyền thoại, Kalem cùng siêu nhân hồng chạy vô. Lysandre cũng xuất hiện trong hình dạng của giáo sư bạch tuộc, Dr. Otto Octavius. Ngay từ đầu tôi đã nghi game này có liên quan đến Spider-Man rồi mà. Lysandre ăn vạ, đòi chúng ta trả lại Xerneas, nhưng đã chui vô bóng chị rồi, đâu dễ chui ra đâu cưng. Thế là ổng đòi đánh nhau luôn, và tất nhiên, siêu nhân đỏ luôn thắng. Vũ khí tối thượng lại một lần nữa chìm sâu vào lòng đất của Geosentown. AZ xuất hiện, nói thêm vài câu như thể khẳng định nhiệm vụ của chúng ta với thú vũ khí hủy diệt này đã hoàn thành. Giờ chỉ còn một điều chúng ta cần làm nữa thôi, đó là trở thành nhà vô địch của vùng đất Kalos. Bay đến thành phố Anista, đi xuống đường 18, đi hết con đường sẽ đến với thị trấn Kuriway.
Đi tới cây cầu thì giáo sư Sycamore bước đến xin lỗi chúng ta vì có mắt như mù, không nhận ra tâm địa xấu xa của Lysandre sớm hơn. Giáo sư vô cùng áy náy nên đã quăng bóng làm một trận đấu với chúng ta. Alo, xin lỗi gì kỳ vậy? Xong thì chạy xuống đường 19 luôn. Đang đi cầu giữa chừng thì siêu nhân Hồng xuất hiện đòi choảng nhau. Xong Pink thì Black cũng xuất hiện đòi làm hiệp 2. Black thức thì chúng ta cũng afternoon. Cơ mà Black xong thì Green lại đòi làm thêm hiệp 3. Con gái người ta sức cũng có hạn nha mấy ông. Mà cái vấn đề là đang đánh nhau giữa cây cầu đó trời. Hơn là game, chứ không thôi là đứt dây, sập cầu, cả đám về với suối nguồn luôn rồi. Làm xong hiệp 3, siêu nhân Hồng trả công cho chúng ta bằng HM05 Waterfall. Thôi thì cũng đáng công đáng sức. Giờ thì an lành đi đến Snowbell City để lấy huy hiệu cuối cùng. Cơ mà ông chủ hội quán đi buổi rồi, nên chúng ta phải đi đến Pokemon Village để thỉnh ổng về. Muốn đến được đó, chúng ta sẽ phải vượt qua được đường 20. Và thời gian để vượt con đường này là tùy thuộc vào nhân phẩm của người chơi. Cái đường này trái phải âm dương lẫn lộn, đi không khéo là lạc như chơi. Đến được với Pokemon Village, chúng ta sẽ gặp chủ hội quán hệ băng Wolfric. Mời ổng về hội quán để chúng ta bón hành cho ổng. Quay về Snowbell City, đánh sập gym, lấy Iceberg Badge. Giờ thì Pokemon League đang chờ chúng ta. Từ Snowbell City, đi qua bên trái để đến đường 21. Cuối đường 21 sẽ có khu vực check-in để chúng ta show ra 8 chiếc huy hiệu. Vượt qua cổng, chúng ta đến với Victory Road. Tất nhiên là sẽ không thiếu màn chui vào hang, rồi vượt nắng vượt gió, vượt những cơn mưa rào, vượt đủ thể loại địa hình, chầy da chóc vẫy thì mới ra khỏi hang được. Không chỉ vậy, hang ở đây còn được chia thành nhiều khu trong hang và nhiều khu ngoài trời nên hơi bị mất thời gian. Và lại là tất nhiên, Kalem rất biết tận dụng lúc chúng ta chưa kịp hồi sức là lại lao đến đòi chiến đấu để ít nhất kiếm về được một trận thắng. Và thêm một lần tất nhiên nữa, HBO là câu trả lời của chúng ta. Vượt qua hết tất cả các hang, chúng ta có thể tiến thẳng vào tòa nhà Pokemon League. Chúng ta sẽ vô một căn phòng lớn có 4 phòng nhỏ. Tứ Thiên Vương Morva ra đón tiếp, nói chuyện một chút rồi chui vô căn phòng của cô. Chúng ta chính thức bước vào thách đấu Elite Four. 4 căn phòng này bao gồm: phòng phía trên bên trái là phòng của Wickstrom, Thiên Vương hệ thép. Phòng phía trên bên phải là phòng của Morva, Thiên Vương hệ lửa. Phòng phía dưới bên trái là phòng của Drasner, Thiên Vương hệ rồng. Và cuối cùng, phòng phía dưới bên phải là phòng của Sibo, Tứ Thiên Vương hệ nước. Người chơi thích vô phòng với ai trước cũng được, chứ không cần theo thứ tự. Nhưng phải đánh bại hết 4 phòng thì cánh cửa lớn nhất ở giữa sẽ mở ra, dẫn chúng ta đến với Champion Diantha. Ừ thì cũng nhẹ nhàng vượt qua thôi, chứ có gì mà phải xoắn. Chị này là nhà vô địch yếu nhất trong tất cả các nhà vô địch, nên ngại gì. Trở thành nhà vô địch, cá nhân người chơi được ghi tên vào Hall of Fame. Sau đó thì trở về Lumio City, biệt đội 5 anh em siêu nhân trẻ tuổi tập hợp đông đủ và bước lên bục vinh quang. Được người dân khắp Kalos cảm ơn và tung hô vì chiến tích bảo vệ Kalos khỏi Lysandre, cũng như là xưng danh nhà vô địch mới của Liên minh Kalos. Đang vui thì bất ngờ chưa? Vị vua bất tử AZ xuất hiện và khiêu chiến với Champion mới. Dù nhận lấy thất bại, nhưng AZ đã cảm thấy thanh thản trong lòng. Đặc biệt là Pokemon mà ông yêu quý nhất, Floette với màu sắc khác lạ, đã chấp nhận quay trở lại bên ông. Credit chính thức chạy và một kết thúc có hậu cho cốt truyện chính của Pokemon X. Và đó là video tóm tắt nội dung chính trong game Pokemon X của bọn mình. Liệu bọn mình có bỏ sót chi tiết quan trọng nào không? Các bạn có cảm nhận như thế nào về diễn biến của Pokemon X và Y? Các bạn có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG, everyone!